Mình xin chào cả nhà, hôm nay trời mát nè, mình lên sân thượng quay bồ câu cho các bạn cùng xem nha. Đây, bồ câu nhà mình nè, bây giờ mình sẽ hạ nó xuống nha, cho nó đẻ lại trứng. Đó, các bạn thấy thích không? Đó, nó như vậy là mình hạ tổ xuống. Rồi, mọc ú nụ nè. Đó, cả nhà thấy thích không? Đó, dễ thương không? Đó, mình hạ tổ xuống cho mẹ nó đẻ lại. Đó, chiều nay mát mình lên. Đây, các bạn thấy không? Nhiều lắm. Đó, chuồng này ấp nè. Còn chuồng trên đây là cũng đã nở rồi nè, mà khó quay lắm. Tại vì cái mình nuôi trên sân thượng này nó hơi chật nè. Để mình lòn vô mình quay. Đó, nó con nó ở trong đó đó. Con này còn nhỏ, mình đưa tay vô sợ nó mổ. Đó, bên chuồng này nè. Đó, quay cho các bạn cùng xem chuồng này nè. Chuồng này nó cũng vừa mới nở lên, mà nãy mình không có quay kịp nó nở. Nó dữ lắm, mẹ nó dữ lắm. Đó, nó nở nè. Đó, nở trứng này. Đó, bên đây ấp trứng này nhiều lắm, nhà mình nuôi trên sân thượng này nhiều lắm. Đó, đó, mình trồng hoa trên đây cho nó mát nè. Đó, chuồng này. Đó, bên đây nữa, bên đây nữa. Đó, thấy lạ không? Trên đây nữa. Đó, đang ấp trứng nè, đang ấp trứng nè. Cái con này ấp trứng mà sao? Ui, dữ quá, nó dữ quá. Đó, đây nữa. Nuôi bồ câu rất có lời nha các bạn. Đó, các bạn chỉ cần nuôi 10 cặp thôi là dư sức cả nhà dùng thực phẩm sạch. Đó, mình làm cái chuồng ở dưới này là cái thùng xốp này. Nếu mà phân đầy rồi á thì cả nhà kéo cái thùng xốp này ra thay cái thùng xốp khác. Và cả nhà chứa phân thì cả nhà mua vôi bột á, rắc lên phân này này. Đó, mình rắc vôi bột lên đây. Mình trồng rau rất là tốt luôn. Đó, ở dưới này là các bạn đựng cái thùng xốp để chứa phân. Đây, chứa phân này. Đó, đây cũng vậy luôn. Đây nè, nó vừa nở trứng này, vỏ trứng nó nở. Nó nở trứng này. Đó, mình chừa cái chỗ này để mình lấy phân ra này. Mình chừa cái chỗ này mình lấy phân ra để mình trồng rau này. Đó, rất là tốt nha các bạn. Đó, thấy mình trồng tốt không? Đó, cây nha đam khổng lồ không? Phân bồ câu rất là tốt luôn. Đó, mình trồng rau bên kia đường nữa kìa. Đó, phân bồ câu này á, mình bón trồng rau rất là tốt luôn. Các bạn có phân bồ câu rồi thì mua thêm ít phân bò nữa là được, đỡ tốn tiền mua phân. Đó. Đây là rau cải thìa của mình trồng. Mình trồng thì mình gieo hạt trực tiếp xuống và mình không có cấy các bạn. Mình cứ nhổ mình ăn dần. Trồng với phân chim bồ câu rất là tốt. Nhà bạn nào không có phân chim bồ câu thì trồng phân bò cũng rất là tốt. Còn các bạn mua cái phân mà cho trấu màu đen ở ngoài tiệm đất sạch á, mình đã từng mua rồi, mình trồng cây nó lên bằng cây tăm á các bạn. Cho nên từ đó mình nuôi chim và mình trồng phân bò. Mình nuôi chim và mình mua thêm phân bò thì mình thấy là rau cải phát triển rất là tốt. Mình không cần phải cấy gì hết á. Mình cứ gieo hạt trực tiếp và mình để nó lớn vậy. Mình cứ nhổ mình ăn dần. Đó, rồi mình trồng lại cái mới thôi các bạn. Rau rất là xanh tươi và tốt luôn. Mà rau mình trồng rau sạch á, cái lá nó rất là dày luôn. Ăn nó đậm vị lắm. Ăn nó có mùi rau rất là ngon. Xanh tốt nữa. Mà một ngày mình chỉ cần tưới một lần nước sạch là được. Mình không có mất công, mất sức nhiều. Còn các bạn
trồng cái đất mà tro trấu á, cái đất mà đen đen á. Đó, mình đã trồng rồi. Sao nó không có lên, rau cải nó bé bé giống cây tắm á. Mình sẽ nhổ cải vào rồi mình mới ngồi mình lặt và mình sẽ nấu canh tôm. Rau cải thìa này thì mình luộc cũng ngon nè. Nấu canh tôm nè, xào cũng ngon luôn. Chồng mình cũng ăn sống được luôn. Đó, cả nhà ơi, nuôi con chim này rất là có lợi luôn. Đó, mình ở nhà nội trợ nhờ chim này, nhờ cây này, mình cũng đỡ stress. Đó, cuộc sống cũng thấy ý nghĩa hơn. Nhiều lúc không có tiền thì mình ra mình nhổ rau, mình làm cặp bồ câu, mình roti hoặc nấu cháo là cũng đủ cung cấp dinh dưỡng cho gia đình rồi. Các bạn mà có nhà ở thành phố mà không có đất thì mình làm trước ban công giống nhà mình nè, sân thượng để mình nuôi chim, trồng rau. Cuộc sống nó ý nghĩa hơn. Ăn thực phẩm sạch sẽ tốt cho sức khỏe, tăng tuổi thọ mình hơn. Tuy trồng rau với nuôi chim thì có phần vất vả, tay chân nó sẽ xấu hơn, nhưng đổi lại có rau sạch ăn và sức khỏe nó cũng đỡ bệnh tật hơn các bạn. Các bạn thấy rau tốt không? Đó, niềm vui của mình mỗi ngày đó. Buổi sáng thì mình chở con đi học, con mình cũng không có bán trú luôn, khoảng 10 rưỡi là mình đi rước con mình về ăn cơm. Các bé được ăn đồ ăn mẹ nấu là rất là an toàn luôn, cho nên là tiền học của các con nó cũng giảm, ít có đóng hơn là mình bán trú. Đó, mình ngồi chờ ở nhà mình tiết kiệm được rất là nhiều thứ. Đó, mình làm không ra tiền nhưng của mình cũng có sản phẩm để cung cấp lại cho mình, đỡ một phần cho gia đình. Giờ có con nhỏ mình không có đi làm được, mình cũng thấy rất là khó chịu. Cho nên là có rau sạch này, có chim này, vừa là niềm vui nè, vừa giải trí nè, cung cấp đồ ăn ngon cho gia đình nữa. Đó, mình cứ nhổ vậy mình vô mình ăn, rồi mình trồng lại cái mới cho mình không có cần cấy gì hết á. Mà nhà mình trồng rau là mình không có trồng nhiều, tại vì có hai vợ chồng với ba đứa con à. Mình trồng hết loại rau này mình ăn xong thì mình mới trồng qua loại khác, mình không có trồng một lượt nhiều. Nếu trồng nhiều mà mình ăn không hết thì rau nó sẽ già mà mất sức, mất thời gian của mình nữa. Cho nên là mình chỉ trồng là đủ ăn thôi các bạn. Ví dụ rau thơm mình cũng trồng 2-3 chậu là đủ ăn rồi. Rau cải thì mình cũng trồng một vạt này mình ăn, rồi mình xoay qua rau khác, cứ thay đổi vậy. Còn mình trồng nhiều rất là tốn sức của mình luôn. Đó, các bạn thấy chậu hè của mình tốt không? Đó, chậu hè rất là tốt luôn. Để bữa nào mình chia sẻ cái cách trồng hè này. Đó, các bạn trồng hè là các bạn cứ ăn hoài luôn. Mình trồng hai chậu hè này chắc phải 5 năm rồi á. Bây giờ mình sẽ đem vào lặt rau và nấu canh thôi các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì bấm cho mình một nút đăng ký nha, để mình thấy trong cuộc sống này có thêm nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại các bạn nha.